Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Bữa nay chiều cuối tuần mình ra mình coi cái hồ rắn của mình. Mà tình cờ mình gặp nó con rắn đực nó rượt rắn cái nữa bạn. Chắc này chắc mình nghi chắc nó đang chuẩn yêu nhau quá. Chuẩn bị tới mùa rắn nó giao phối nữa bạn. Mình thấy con rắn đực nó cứ 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 đi theo con rắn cái hoài nè, bạn thấy không? Rượt theo lên rắn cái hoài. À. Rắn đực chắc bằng 1/4 rắn cái. Đây. Chụp lại cho bạn xem. Đó. Thấy không? Rắn đực nó cứ đi theo nó đu lên cái lưng rắn cái hoài bạn. Mấy bữa trước thì mình thấy đã không có trường hợp này. À, nó đang rắn rắn cái đi tới đâu là nó lội theo đó. Các bạn có kinh nghiệm không biết phải cái này là tới mùa rắn nó giao phối không à? Nè ha, rắn đực nó cứ đi theo rắn cái hoài luôn nè. Đây mình có bốn ngón cái các bạn, một ngón đực à. Trời này cháo quá không thấy rồi. Ngón cái bị ngón đực nó gượt hoài luôn nè. Đây. Đó, nó đi theo hoài luôn nè các bạn. Chắc mình nghi quá, tại gần tới tháng 10 âm lịch nè các bạn. Đó. Đó bạn thấy không, con rắn đực nó cứ đi theo con rắn cái hoài, hy vọng là chuyến này nó sẽ có con đực, nó sẽ đẻ con rồi này. Mình nuôi mấy năm rồi đó, cho nó ăn quá trời, mấy tháng cho ăn lần, đợt này mình tập trung mình cho nó ăn nè, nó lớn nè, chứ mua thêm con đực nữa, hy vọng là mùa tới nó sẽ đẻ. Đây đó, rắn đực đi theo hoài luôn. Kìa, nó quá nhỏ. Bơi theo con cái hoài luôn rồi. Thôi thì chắc mình quay cho các bạn xem vậy thôi ha. Chứ mà chờ mà đi theo quay nó hoài này chắc nguyên đêm luôn các bạn. Tới sáng luôn quá. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau ha. Các bạn yêu thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha.